Mình chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay trời nắng đẹp quá các bạn ạ. Mình đang cho mấy con thú cưng của mình ở ngoài kia phơi nắng. Đây là ở ngoài này là cái con rồng Nam Mỹ của mình. Còn ở phía xa kia là mình đang cho rùa với lại cả nhím của mình ở ngoài kia các bạn nhé. Còn mình thì đang ở cái chỗ bể ốc mượn hồn này. Để mình kiểm tra xem là có còn đủ các con hay không nhé. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Và một con to nữa thì hôm qua mình lại vùi nó xuống ở dưới này. Hôm nay mình phát hiện ra nó có một cái hố ở đây này. Để mình cho tay xuống đây thì nó khá là sâu luôn nhá. Nó sâu hẳn ở bên trong tầm chỗ này này. Đấy. Nó sâu vào đến tận đây. Không biết là con nào đào. Ở dưới này có vài cái chỗ đất khá là tơi. À đây này. Cái con ốc to của mình này, nó đã chuyển chỗ nhá. Đây này. Đấy các bạn nhìn đâu. Có nhìn thấy cái vỏ nó đi không? Nó đã chuyển chỗ này. Hôm qua mình cho nó xuống chỗ này thì hôm nay nó chuyển chỗ vào đây rồi này. Để mình vùi nó xuống. Ok, kệ nó ở đây nhá. Không động chạm gì đến nó nữa. Hôm nay trời có nắng nhưng mà lại rất là gió. Cái con gà này của mình thì sáng mình thả nó ra một chút rồi. Đấy, cái con gà tre của mình cái này thì sáng mình đã thả nó ra một chút rồi. Để mình bắt nó ra ngoài nhá. Nào, đi ra đây với anh cho đậu lên cầu. Đấy, bé tí mà đã biết đậu cầu rồi đây này. Khéo không ngã nhá, ngã là bưu đầu nhá, để anh hứng ở dưới. Đây các bạn này, con này nó đậu nó còn ngoan hơn là cái con to lúc sáng mình cho nó. Ấy nó mổ. Ngã bây giờ. Nó đặn ngã nha. Anh hứng cái này đừng có ị vào tay anh nhé. Nó ị cái chẹt cái thì buồn cười đó nhỉ. Các bạn có nhìn thấy mặt của con nhím ở đây không? Đấy. Nó chính là cái con nhím mà nó hay chạy ra ngoài nhất đấy các bạn. Cái con nhím này nó hay tẩu thoát lắm. Để mình bỏ cái khay thức ăn ra cho các bạn xem nhé. Nó xì giờ này. Đấy, hai con của mình còn nguyên nhá. Lâu lắm rồi mình không quay đến hai con nhím này đấy. Đây này. Mà cũng chả tắm được cho nó luôn. Lông của nó cũng ấy. Mấy hôm rồi trời nó lạnh lại còn có mưa đấy. Thế là mình cũng không tắm được. Con này hôm nay thì khá là mập đấy này. Lâu lâu rồi anh không cho ăn sâu nhỉ. Ba cái bạn rùa này cho đi phơi nắng thì cứ chạy loan quan quanh. Con rùa tay đỏ này, rùa tay đỏ. Cắn không? Nè. Cắn đi. Đây cái con này là con dữ nhất này. Cẩn thận không là nó đớp đấy. Cái con rùa này là rùa. Cẩn thận không là nó cắn cái con rùa kia của mình. Con này chính ra là phải cho nó một mình một chậu này. Bởi vì con này nó dữ mà. Để mình lấy cái chậu của nó rồi cho nó ra cái chậu của nó nhé. Con này nó dữ lắm, sợ nó lại cắn vào đuôi bọn kia nó không nhả ra đâu. Đi ra đây cho ra chỗ này cho nó con nắng này. Đấy, ra đây cho nó con nắng nhá. Mình chuẩn bị một cái chậu nước ấm ấm này các bạn này. Để mình cho nó sang bên rùa này nhá. Để cho nó ngâm các bạn ạ. Để cho nó ngâm để cho nó bị ị đấy. Và nó tiêu hóa tốt hơn nhá. Đây. Và còn lại một ít đấy thì mình sẽ tắm cho cái con rồng Nam Mỹ của mình. Mình cho con rùa này của mình một chút. Còn mình chỉ giữ lại một ít để cho cái con rồng Nam Mỹ của mình tắm đây nhá. Các bạn ơi, làm sao để mà bắt cái bọn rồng Nam Mỹ này nó không hoảng loạn nhỉ? Chứ mình thấy là mình bắt cái bọn này nhá, nó cứ kiểu nó hoảng hoảng ấy. Nó hoảng hoảng xong nó quật đuôi này. Mình chỉ sợ là nếu như mà mình bắt không cẩn thận ấy, nó sẽ làm đứt đuôi cái con rồng Nam Mỹ này của mình nhá. Tại bây giờ mình đang ngâm nước cho nó mà. Ngâm nước xong tí là mình sẽ thử cho nó lên trên cái cầu kia nó đứng xem thế nào. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho cái con rồng Nam Mỹ của mình. Lúc đầu mình nghĩ là mình sẽ cho nó đậu lên trên này này. Nhưng mà mình sợ là nếu như mà cho nó đậu lên cái cầu này rồi nó phi ra ngoài thì không biết là có bắt được nó lại không nhỉ. Đấy nhá, mình sẽ thử cho nó lên trên cái cầu này nó đứng nhá. Đấy, để quay cho các bạn xem nhá. Cho nó đứng lên trên cái cầu này. Ôi, nó chạy.
Đấy. Mình sẽ thả nó ra như thế này nhá. Không biết là nó có đứng lâu không, chứ không nếu bây giờ mà nó phi ra ngoài là mình không biết đâu nhá. Không bắt được nó đâu. Cái vườn nhà mình cũng khá là rộng đấy. Đây này. Các bạn nhìn không? Nó lẫn với lại cả cái màu của cái cành cầu đứng của nó này. Bây giờ mà bắt mà nó hoảng mà nó phi đi ra ngoài thì bắt làm sao được các bạn nhỉ? Với lại nếu như mà làm hoảng loạn nó quá này thì chắc là nó sẽ kiểu như là nó bị đứt đuôi các bạn ạ. Với lại các bạn có thể nhìn cái khu vườn của nhà mình nhá. Đấy, rất là rộng luôn. Cái này mà cái con này nó chạy nhanh đấy chứ. Đấy, con này nó chạy còn nhanh nữa. Đấy, nó đang đi nó trèo lên cái cây này này. Đấy. Ôi, nó chạy sang bên kia rồi. Nó chạy sang bên kia rồi. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Thôi, mình sẽ cho nó đứng như vậy đấy nhá. Các bạn thấy không? Nó leo từ đây, nó leo sang bên đây rồi này. Rồi, mình sẽ cho nó đi vào trong cái nhà của nó để cho nó tắm nắng nhá. Đây này, các bạn nhìn thấy cả cái con rùa của mình nó đang định tẩu thoát đây này. Trước nó tẩu thoát ra một lần rồi. Ok, mình đã ngâm nước cho cái con rồng Nam Mỹ của mình xong rồi nhá. Giờ thì mình sẽ cho nó vào trong cái nhà của nó để cho nó phơi nắng, để cho nó khô người nó đi. Cho lui lên trên nhé, không con gà nó mổ nhá. Mình quên mất, hôm qua mình lên trên rừng mà mình lấy cái cây đậu này cho gà Tân Châu với lại cả rồng Nam Mỹ của mình nó đậu ấy. Thì mình có nhặt được một ít quả thông này, với quả thông, ít vỏ thông mà hôm qua mình quên, mình không cho các bạn xem. Thì hôm nay mình mới nhớ ra để mình đổ ra đây nhá, cho các bạn xem này. Thì chắc là nhiều bạn ở thành phố thì chắc là cũng khoảng không biết cái quả thông như thế nào đâu, chỉ xem ở trên hình ảnh thôi. Đây này, đây là cái quả thông này. Đấy, các bạn thấy là cái múi của nó được chia ra như kiểu múi dứa đấy, và cái này nó khá là cứng nhá. Nếu như mà đợt vừa rồi ấy, trời ở ngoài miền Bắc nó mưa nhiều đấy, kiểu mưa phùn gió bắc ấy, thì cái quả thông này nó rất là mềm, nhưng mà nếu như mà nó rắn lại nhá, nó cứng lắm. Hôm qua mình tính là mình lên trên núi đấy, lên trên rừng ấy, là mình đây là mình đi mình cậy mấy cái vỏ này này, mấy cái vỏ của cái cây thông này đây. Đây chính là vỏ của cái cây thông ấy. Khi mà mình cậy được một vài miếng này, thì hôm qua mình không chuẩn bị dao hay là một cái đồ cứng gì đấy để mình cậy nhá. Mình cậy bằng tay không cậy được. Cái này là một vài miếng mà mình thấy nó mềm mà mình cậy được cái này. Thì cái vỏ thông này mình để vào trong để mình làm cái nót chuồng cho cái con rồng Nam Mỹ của mình ấy, thì nó rất là đẹp nhá. Hôm qua nhặt về rồi quên không bỏ ra cho các bạn xem. Được mấy quả này. Còn những cái này thì để lót cho cái con rồng Nam Mỹ. Nhưng mà khi nào mà nó lớn lên cơ, lớn lên thì mới dùng lót nhiều, chứ bây giờ nó ăn với lại của nó ị cũng không nhiều. Chích chích. Chích chích. Đậu cầu nó không, anh cho lên trên cầu đậu nhá. Đấy, cái cầu thì mình chôn lúc đầu thì tưởng là cao, nhưng mà bây giờ thì thấy là lại thấp này. Cái con gà của mình nó đậu ở đây này. Đấy, và hôm nay mình cũng cho thử cái con rồng Nam Mỹ của mình ấy. Thì các bạn có thấy là nó đi 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 xong nó trèo ở đây này, xong nó đi sang bên cái đinh lăn này không. Mình sợ là nó trèo lên trên cái cây xoài này của nhà mình thì đúng là chịu nhá. Nó mà trèo lên trên cái ngọn này này thì đúng là không bắt được đâu. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau của mình nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cái kênh của mình nó đang khá là mới đấy, nên là đang rất cần cái sự ủng hộ của các bạn. Với lại cả một điều nữa là bạn nào mà biết chăm sóc những cái con vật mà mình có trong cái clip của mình ấy, thì có thể để lại bình luận phía dưới nhé, để giúp cho mình chăm sóc chúng nó thật là tốt các bạn ạ. Chứ nó mà bị bệnh hay bị làm sao thì là tội chúng nó ra. Còn bây giờ thì là lời nói sau cùng là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau của mình nhé. Bye bye.